Chào mọi người, mình là Trung bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Đấy, hôm nay thì có 20 cái cần cần tay, cần đơn như thế này. Đầu tiên một cái cần tay. Nói chung là những cây cần tay này đa phần là nó mắc tem rồi, nên là cái nào còn tem thì mình sẽ qua cho mọi người thấy cái hãng của nó nhé, còn không còn tem thì mình cũng chịu. Cái này thì không tem rồi, chất liệu là, nhưng mà hàng mình là hàng bãi Nhật hết nha mọi người, hàng mình hàng bãi Nhật hết. Cái này chất liệu phíp nha mọi người, ngoại hình của cây này khoảng cỡ 80%. Đấy, đọt này. 1 2 3 4 5 5 lắm tất cả. Cái này dài 4,4 m, thu vào là 1,04 m, đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 240 g. Cái này 160.000. Tiếp theo, số 2 là một cây cần tay Olympic. Cần tay Olympic nha mọi người. Cần này thì chất liệu là phíp, màu hình của nó thì 85% trở lên. Đọt nó nè. Một, hai, ba, bốn. Nó có bốn đoạn nha mọi người, bốn đoạn. Bốn đoạn tất cả. Dài 3,9 m, thu vào là 1,1 m, đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 160 g. Này, cái số 2 giá 150.000. Số 3 tiếp tục lại một cây cần tay hiệu gì đây, có một cái tem này thôi. Cây này chất liệu là phíp nha mọi người, ngoại hình của cây này 85% trở lên. Đấy, ba, bốn, năm, năm lóng tất cả nha mọi người, năm lóng. Cái dài 4,1 m, thu vào là 1,01 m, đường kính độc đỉnh là 1,6 ly, cân nặng là 240 g. Cái này cây số 3, 190.000. Số 4 lại tiếp tục cần tay hiệu Ryobi, made in Korea, chất liệu là phíp nha mọi người, màu hình của cây này thì 90% trở lên. Đấy, đọc 1 2 3 4 5, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Cái này dài 4 m, thu vào 1,03 m, đường kính độc đỉnh là 0,6 ly, cân nặng là 200 g. Cái này cây số 4. Cái này 180.000 nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần hiệu Uban. Này, cái cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó 90-95% trở lên đấy. Này, đọc nó ra. 1 2 3 4 5 5 lóng tất cả nha mọi người, 5 lóng. Cái cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,04 m, đường kính độc đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 160 g nha mọi người. Cái số 5 giá 190.000. 5 190.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 6 là một cây cần hiệu như đây. Đây. Cái cần này chất liệu phíp nha mọi người, ngoại hình của nó là 90-95% trở lên, còn rất là mới. Cái đọt của nó thì bị gãy một tí trên phía trên này thôi, bị gãy một tí phía trên này thôi, coi như là bị gãy cái đoạn đầu bu xí chỗ này thôi đó. Đó. Khoảng ngủ uống dẻo được bình thường. 1 2
3 4. Nó có 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Căn này dài 3m6, thu vào 1m01, đường kính đột đỉnh của nó là 0,9 ly, căn nặng là 100 gram. Cây số 6 80. Gãi cái đọc, gãi cái xí cái đoạn tay khúc bu đó mà 80. Đây là khác nhau giữa cây cần hoàn thiện và cây cần có vấn đề. Tiếp theo là cái cần này. Cái cần này thì liệu gì đây? Đấy, mọi người coi thôi. Cái cần này chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đọc này. 1 2 3 4. Coi cửa có mở không? Cửa mà không mở là anh cũng chịu ạ. Cần là dài 3m6, thu vào 1m, đường kính đột đỉnh là 0,8 ly, căn nặng là 160 gram. Cần này số 7 nha mọi người. Số 7 130. Số 7 130. Đau chứ. Tiếp theo cái cần số 8. Cái cần này thì giờ không có tem của cái hãng gì, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng gỡ 80%. Đây, đọc. Đọc này hơi cứng nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5 lóng. 5 lóng tất cả nha mọi người. Cái cần này dài 3m8, thu vào là 88cm, đường kính đột đỉnh là 2,2 ly, cân nặng là 220 gram. Cái chỗ này người ta quấn keo cầm cho nó khỏi trơn tục thôi nha mọi người, chứ nó không bị gì nhá. Đấy, quấn keo cầm khỏi trơn tục thôi. Cần này cần số 8. Giá 120.000. Tiếp theo cái cần số 9 đây, hiệu gì đây giờ mình cũng không biết, còn chữ Nhật không à. Cái cần này chất liệu phíp nha mọi người, ngoại hình của cái cần này 90% trở lên. Dài 3m9, thu vào là 90cm, đường kính đột đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 100 gram. Lần này số 9 90k nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 10. Cái tu đỡ này, tu đỡ đặt cái cần. Cái cần này thì cũng không còn tem nha mọi người, không biết cái hãng gì, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì 85% trở lên.
2 3 Nó chỉ có 3 lóng thôi mọi người ơi, 3 lóng. Cái cân này dài 2m7, thu vào là 1m13, đường kính đột đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 80g. Đây là cây số 10. Số 10 80.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 11 là cây cần hiệu gì cũng mắc tem rồi. Cây cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này thì khoảng cỡ 75% trở lên thôi. Đọt của nó nè. Một, hai, ba, bốn. Bốn lóng nha mọi người, cần này bốn lóng. Cần dài 3m6, thu vào 1m01, đường kính đột đỉnh là 0,9 ly, cân nặng là 140g. Cần này số 11, 80.000. 11, 80.000 nha mọi người. Số 12 là cái cần này. Đây đây. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì 90% trở lên. Đọc. 1 2 3 4 4 lắm tất cả nhé. 4 lắm tất cả. Cái cần này dài 4m9, thu vào là 1m1, đường kính đột đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 220g nhé. Cây này cây số 12, giá 170.000. Tiếp theo cái cần số 13, 13 là cây cà rốt. Đây cái này. Đây. Cái này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì 85% trở lên. Đấy, đọc 1, 2, 3, 4. 4 lắm nha mọi người, 4 lắm. Cần này dài 3m6, thu vào 1m09, đường kính đột đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 140g. Cần số 13, 100.000. 13, 100.000 nha mọi người. 14 là một cây cần tay Olympic. Tay Olympic nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này thì khoảng 90-95% trở lên. Đấy. Đó. Khá là cứng cáp nhé. 1 2 3 4 5 6 6 lắm tất cả. Cần dài 4m3, thu vào là 84cm, đường kính đột đỉnh của nó là 1,5 ly, cân nặng là 210g. Cần này số 14, 140.000. 14, 140.000. Tiếp theo, cần số 15 là cái cần hiệu gì thì cũng mắc tem rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng cỡ 75% trở lên thôi. Đấy, đọc nè. 1 2 3 4 5 6 6 lóng nha mọi người.
Cần này dài 5x3, thu vào là 97cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 260g. Cái này giá 100 nha mọi người, số 15. Tiếp tục là một cây cần, mà cây này không có tem, với lại nó bị tróc. Nó có mấy cái điểm nó bị tróc nha mọi người, tróc sơn. Đấy, cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này thì mình cho là khoảng cỡ, tính luôn cả mấy cái điểm tróc thì cho nó khoảng cỡ 70%. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Ồ. 6. 6 đoạn nha mọi người, 6 đoạn, 6 đoạn. Nó có 6 lắm tất cả. Cần này dài 3m9 này, thu vào là 88cm này, đường kính độc đỉnh của nó là 0,9 ly, cân nặng là 220g. Cây này cây số 16. 80.000. 16-80. Tiếp theo cây cần số 17 này, cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này thì 90-95% trở lên, rất là mới đẹp. Cây cần này có một đặc điểm là nó bị bể cái nó bị hư cái nắp phía dưới rồi, nên mọi người về chế cái nắp su vào đây nha, chế cái nắp su vào đây. Đấy, đòn này, những cái cần tay rẻ rẻ này mọi người mua về chế thành cần Ikeda cao đúng chuẩn luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lóng nha mọi người, 5 lóng tất cả. Cái cần này dài 4m rưỡi, thu vào là 1m09, đường kính độc đỉnh của nó là 0,85 ly, cân nặng là 200g. Giá cây số 17 180.000. 180.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 18 mắc tem rồi, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì 90-95% trở lên. Đấy, đột khá là to, cứng cáp nha. Này, đoạn trên này, đoạn trên này ai sơn lại. Này, 1, 2, 3, 4, 5. 5 nha mọi người. Đây, cái cần là dài 4m2, thu vào là 1m09, 1m07, đường kính độc đỉnh của nó là 1,7 ly, cân nặng là 220g. Cần này số 18. 18. 200. Còn cái cần là 200. 200 cho mọi người. Tiếp theo cái cần số 19 cũng mắc tem là không biết hiệu gì, chắc là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 85 trở lên. Đây, cái đít sau này nó bị mắc rồi, nên mọi người về chế cái nắp su vào đây nha. Này, đọt của nó khá là bự. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 lóng tất cả nha mọi người. Cái này thì
dài 4,4 m, thu vào là 1,03 m, đường kính đột đỉnh của nó là 1,7 ly, cân nặng là 220 g. Cây này cây số 19, 130.000, 19 130.000 nha mọi người. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 20, bao rồi dễ sợ rồi. Nè, cây chỉ có một cái dòng chữ này thôi. Đấy, đọt của nó đây mọi người, 1 tấn. Ồ, cái đọt này như bị thay rồi mọi người, đọt nó bị thay rồi, thay rồi. Mình thấy chỗ này nó không khít lắm, chắc có lẽ là bị thay rồi. Chỗ này thì không biết có nứt vỡ gì không, người ta quấn cây. Nói chung là cây cần này có sữa rồi mọi người, à, có nứt mọi người, có nứt quấn kêu. Thôi bán đại đi. Đây, chắc chỗ này cũng có nứt, người ta quấn kêu rồi. Đấy, mình thức về gia cố thôi. Cây này cây số 20 à, dài 3,8 m, thu vào 1 m, đường kính đột đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 140 g. Cây này số 20, hai bữa không để ý cái đấy, 20. Cây cần này mình bán 60.000, 60.000 nha mọi người, 60.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng đó là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng. Và đồ cao thì mình sẽ ship code, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship nha mọi người. Và mọi người lưu ý bắt buộc đó là khi trước khi nhận hàng, mọi người phải mở hàng ra kiểm tra thật kỹ, đấy, xem có bị sai sót gì so với sản phẩm của mình giới thiệu hay không đó, hoặc là bị bể vỡ do vận chuyển, tất cả các trường hợp nha mọi người. Đấy, rồi báo cho mình lúc đấy để giải quyết ngay lúc đấy luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã nhận hàng rồi mới thông báo cần thế này thế kia cho mình. Đấy, là mình sẽ không giải quyết, cho dù là khách quan hay không quan gì, mình không giải quyết nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.